Hello, xin chào tất cả các anh em hồn sư đã đến hoặc là quay lại với kênh của mình nha. Sáng hôm nay vào lúc 5 giờ sáng ngày 25 tháng 3 chúng ta đón nhận một lúc tới hai cái banner. Đó là banner của Tuyết SB quay lại và banner thần khí kiếm của Tuyết. Thì mình sẽ review sơ về hai banner này cho anh em nha. Rồi, đây là cái banner về thần khí của Tuyết. Đây. Đấy, quá đẹp anh em ha. Rồi, cái banner này nó có những cái gói nạp như thế nào? Bây giờ mình sẽ vô cái mục để anh em coi nó có những cái gói nạp như thế nào nha. Đây, dùng shop. Đây, thì nó có một cái gói là 200 ngàn đi, 200 ngàn chẳng đi anh em. Mình sẽ được 20 cái vé quay. Này là cái vé quay dùng để quay cái banner thần khí nha anh em. Nè, cái vé quay này đây, dùng cái vé riêng. Rồi, và 6 cái món đồ nâng cấp. Cho thần khí hai cái món này là dùng để là tầng á anh em, tầng thiên sứ ban tặng, cái tầng này dùng để anh em đánh căn boss trong sự kiện. Rồi tiếp theo là gói này là mua giới hạn nha anh em, chỉ mua một lần thôi. Cái này có là mua giới hạn đây, gói 1.280 anh em được 20 vé, được một cái thần khí tuyết. Dành cho anh em nào mà chưa có mua cái thần khí này vào đợt trước thì anh em mua trong đợt này, và 20 cái vé cái tầng thiên sứ ban tặng. Thì ở đây có một cái vấn đề, mình nói luôn, nói đây mình nói luôn nha, mình phân tích sau tiếp. Là ví dụ như ở đây, ví dụ như là bây giờ mình đã có thần khí tuyết rồi, anh em coi nha, đây mình có rồi nè, mình đợt trước mình có mua rồi, đợt trước mình mua rồi. Bây giờ nó có một cái vấn đề, có một cái chỗ để anh em kiếm thêm kiếm thêm vé. Đây đây. Chính là bây giờ á, ví dụ như bây giờ mình mua, mình có rồi đúng không? Bây giờ mình vẫn mua nữa luôn. Giá 1.280 kim cương nha, anh em thấy nha. Rồi, mình mua nè. Đó. Là mình được 20 vé với 20 cái tầng này đúng không? Rồi, bây giờ mình vô. Ok, vô cái chỗ thần khí nè. Đây, đây là cái thần khí cũ của mình nè, ở đây là thần khí mới nè. Nó dư ra. Thấy không? Nó sẽ hỏi mình cái chữ phân giải nè, anh em bán. Đó. Là anh em bán lại được bằng cái giá anh em mua luôn. Anh em tận dụng cái này để anh em kiếm thêm vé nha, kiếm thêm vé đây mình sẽ bán đó, nó trả cho mình đủ luôn và mình được 20 vé. Ngon anh em, quá ngon luôn. Đây là phát hiện của một thành viên trong tông mình, nói cho mình nghe là nếu anh em nào biết Hoàng Good Boy ở Long Tu Trăm Năm á thì chính cu Hoàng này đã nói cho mình nghe đó anh em. Rồi, ok, tiếp theo là mình sẽ có một cái gói 9.000 cho anh em được 3 vé, 120 thể lực với lại cái tầng này một cái mua hàng ngày, mua trong vòng 5 ngày đó. Rồi tiếp theo là anh em được cái này là quà mua mỗi ngày anh em tốn 2.500 kim cương mua được 50 vé và 50 tầng. Rồi cái này là mua giới hạn, anh em mua được 600 lần, 128 đồng vé. Cái này rất là mắc nha anh em. Anh em cân nhắc khi mà sử dụng cái mua gói này. Rồi, cái mục đổi anh em sẽ có là khi anh em quay á, anh em sẽ được cái xu này nè. Cái này giống như cái bánh ú, bánh tét gì, bánh ú vậy. Do đây anh em sẽ đổi, thì trong này thấy ngon nhất là anh em có nếu được đổi thể lực nè. Đó. Rồi, đổi mấy cái nguyên liệu này để up cái thần khí ha, up cái thần khí lên. Rồi. Thì mấy cái nguyên liệu này á, theo như mình biết nha, là nó sẽ dùng chung được cho tất cả các loại thần khí luôn, chứ không riêng gì thần khí tuyết. Tức là sau này anh em có cái thần khí của Vinh, thần khí của Ba Tắc Đông, hay là cái Huyền Thiên Bảo Lục là thần khí của ám khí á, là thần khí Vũ Tu La, là cái kiếm Tu La đó, cũng hãy dùng mấy cái này để mà up được nè anh em. Đó. Đó, thì theo mình biết là như vậy nha. Cái này cũng dùng được nè. Mình chắc chắn là cái này dùng được cho thần khí Vinh này, tại mình có dụng cái này bên đài mình nâng cho cái thần khí tha cụ thợ của cái cụ bảo nó đi tháp á. Rồi tiếp theo là mình sẽ nói về cái banner này nó có cái gì. Đây nên có các móc quay là 20, 40, 60, 85, 120, 160 và 201. Thì mỗi cái móc quay đây anh em nhìn nè, đó nó sẽ cho anh em vé, với lại cái này là dùng để nâng, này là riêng nha, dùng cho nâng cho cái thần khí tuyết thôi chứ không dùng cho thần khí khác được nha. Rồi đó, vé quay với lại vé quay cái thần banner thần khí đó anh em coi ha, được thêm cái đá lưu ly luôn, 1.600 đá.
Rồi mốc 60 thì anh em được cái hảo cảm nâng bậc 4 cho các tướng ha, từ level 50 lên level 51. Thường thường là dùng cái này cho mấy con tướng SR đó anh em. Rồi. Rồi cái này là đồ ha, nguyên liệu nâng thần khí nè. Cái bé quay thần khí nè. 85 thì được cái này. À cái này là dùng để cho thần khí tuyết nha anh em. Chỉ dùng khí tuyết thôi nha. Rồi. Ok, nguyên liệu và vé quay. À mất 120 anh em được cái nâng hảo cảm cho tuyết SP lên từ 60 lên 61. À đó. Ok không? Khi mà tăng á thì nó đột phá xong lên 120 thì giúp tất cả hồn sư cường công, tất cả hồn sư cường công tăng 22% lực công và 16% phòng ngự luôn. Rồi. Ok, hai cái hảo cảm thầy ước với lại hai cái quay. À, ở mức 160. À cái này cũng là tăng dùng nguyên liệu dùng để nâng cho cái thần khí của tuyết nha anh em. Rồi hảo cảm với quay trang dài dài 201. À chúng ta cũng có cái đồ nâng cho thần khí của tuyết. À hai cái hảo cảm và bốn cái quay luôn. Là tổng cộng á cái anh này nó mấy anh em quay hết anh sẽ có được 18 cái quay nó cho. À và anh em chú ý là anh em ráng quay một lần 10, đừng có quay một thì mình sẽ lời, tức là anh em quay một lần nó tính 10 nhưng mà anh em tốn có 8 vé thôi. Tốn có 8 vé thôi. Thì hồi nãy mình có tính nha, mình có tính sơ ra, mình có tính sơ qua cho anh em chơi cái banner này sát sườn á, thì là anh em tốn, anh em phải nạp dùm mình là đây à, có cần phải nói là cho anh em cái ấy không ta. Tức là mình hồi nãy mình tính á, là anh em nạp full dùm mình 5 ngày cái gói này là anh em có 15 vé đúng không. Rồi anh em mua, bỏ ra anh em mua 3 gói này, nghĩa là mỗi một ngày menu trong vòng 3 ngày là 7.500 ha, 7.500 cộng thêm khoảng mười mấy vé nữa, chín vé, khoảng 9 vé. Tức là nè, anh em quay full banner ha. Cộng với lại 5 cái này cộng với lại 8.000. Anh em mua 3 lần là 7.500 đúng không? 3 lần này là 7.500. Thì anh em bỏ cái ngày thứ tư anh em mua chỉ cần 500 thôi. Mua vậy thôi. Là anh em mua vậy là khoảng 8.000 kim cương, anh em bỏ là 8.000 kim cương. À, 5 ngày mua cái này là anh em có thể chơi được cái móc bảo hiểm. À cái móc, tại sao mình nói là móc bảo hiểm, là nó nằm ở đây nè anh em. Đây. Móc bảo hiểm là 240. Là anh em được cái hồn cốt gì? Đây, hồn cốt này. Ở cái hộp này là hai móc 240. Thì anh em tốn khoảng 8.000 kim cương cho một cái hộp này ở móc bảo hiểm nha. 240 một là khoảng 8.000 kim cương với lại 5 mua full. Mua full 5 gói 9.000 mỗi ngày. Đó. Cộng với lại tất cả vé này trong này nó cho. Và quay ở móc 10 mỗi lần vậy. Nha, là mình tính cho anh em rồi đó. Mình không tính lại cho anh em bởi mất thời gian. Rồi, cho ai mà muốn chơi full thật sự, tại vì thật sự nếu mà ai chơi tuyết nha, ai chơi về tuyết XP á thì nên lấy, mình khuyên thật luôn là nếu mà chơi nha đủ lực rồi lấy giùm mình hai cái cốt luôn. À đây là cái hồn cốt nâng cấp chứ không phải là cốt suy biến nha anh em. Cốt nâng cấp của tuyết và cốt này là cốt cái chân bên trái còn lại của bị đông, tức là bị đông ở Super Việt mình chưa có cốt này. Bây giờ đã có cốt này. Thì hai cái hồn cốt này thì gọi là hồn cốt mẹ con. Hồn cốt mẹ con giống như là hồn cốt tình nhân của ba Tế Tây với lại Đường Thần á anh em. Đó. Thì cái cốt này thực sự là đi rất là ngon luôn ha. À, anh em có thể đọc nè. Ví dụ như dòng một sao nè. Đó là khi thiên sứ thần tuyết dùng hồn kỹ ngoài hiệp sát thương cuối tăng 40%. À, dùng ngoài hiệp đó nha anh em. Đó. Là cái hồn hoàng thứ hai á. À, khi mà phá lên là bay ra định chém rất kiếm xuống đó anh em nhớ không? À, đó là cái hồn kỹ này rất là ngon luôn. Rồi khi phệ hồn 4 sao nè. Khi phệ hồn bị đông độc thánh dụ hoặc là xác lệnh. À, là thiên sứ thần tuyết sẽ dùng đệ nhất hồn kỹ hoặc đệ bát hồn kỹ không tiêu hao tấn công địch hiệu quả này trong một trận kích hoạt 5 lần. Hiệp này tối hiệp bất kỳ tối đa kích hoạt 1 lần. Tức là 5 lần một trận nha, một lần trận một hiệp chỉ một lần thôi. Rồi ở mức 6 sao vàng là sau khi kích hoạt hiệu quả trên, nếu thiên sứ thần tuyết chưa thể hạ địch thì sẽ dùng lại hồn kỹ tương đồng tấn công thêm một lần. Tức là thành ra là 10 lần anh em, 10 lần. Và một hiệp tối đa kích hoạt được 2 lần trên cùng một địch chứ ra. Đánh địch đó thì đánh boss đúng không? Nó không chết thì sẽ đánh lên một lần nữa trong một hiệp luôn. Thì là thành là 10 lần. À cứ thể mà bị đông SP chơi thánh dụ hoặc là sắc lệnh đó, thì tự động tuyết sẽ bay lên chơi để nhất hồn kỹ hoặc để bát hồn kỹ.
thành ra nó đi rất là nhiều lần, tích đam rất nhiều. Những ai chơi Hồng Hoàng Mã Thụ tích đam còn nhiều hơn nữa. Anh em thấy rất là ngon. Rồi tiếp theo là cái hùng cốt chân của Bị Đông, thì cái dòng cơ bản này nè, khi chỉ còn lại một địch, hiệu quả tăng sát thương của mỗi thánh dụ, anh em lưu ý nha, mỗi thánh dụ tăng 7%. Đây là dòng cơ bản là đã rất là ngon tăng đam rồi anh em ha. Ở dòng 4 sao thì khi kích hoạt thiên sứ thiên tuyết ra kích hoạt khi thiên sứ thiên nhận tuyết ra trận, tức là phải có tuyết nha, tuyết đi kèm với lại Bị Đông trên trận, thì hiệp bắt đầu Bị Đông sẽ thêm toàn bộ hiệu quả sắc lệnh cho địch ha. Hiệu quả tối đa kích hoạt một lần cho mỗi địch, tức là cái hồn kỹ này, cái dòng 4 sao này anh em dùng để đi cực hạn thì sắc lệnh nè, tức là bốn cái hiệu ứng cấm, cấm hồn, cấm tóc, cấm trị liệu, với lại cấm bị động, đúng không? Đó là bốn cái sắc lệnh, là khi con địch khi mà hiệp của địch bắt đầu là tự động cái con địch mà vừa bắt đầu nó sẽ bị ban bốn cái sắc lệnh luôn, nên là toàn bộ hiệu quả sắc lệnh luôn, anh em thấy không? Cho nên cái này đánh cực hạn rất ngon và đánh PVP cực kỳ ngon nha, PVP cực kỳ ngon. Nhưng mà với một điều kiện á, với một điều kiện là anh Tam SB nó phải cho con này chơi. Nếu mà ví dụ như bên bạn có Tam SB, bên kia có Tam SB đúng không, mà bên bạn có con Tam SB mà tỷ lệ một kích thấp hơn bên kia, thì bạn con Bị Đông nó sẽ bị câm, bị mất Hồng Hoàng 4 đúng không? Đó là hiệu quả của Tam SB, thì bạn sẽ không chơi được cái dòng này. Anh em lưu ý nha, dòng này rất ngon nhưng mà vẫn phải nghĩa là Bị Đông rất mạnh nhưng mà cũng phải nhìn sắc mặt của anh Tam Hải Thần. Rồi ở dòng 6 sao là khi kích hoạt hiệu quả kể trên sẽ loại bỏ toàn bộ trạng thái mục tiêu thêm, tức là trạng thái tăng ít của mục tiêu đó nè, loại bỏ toàn bộ trạng thái mục tiêu thêm. Cái này giống mình theo mình đọc nha, theo mình hiểu nha, là nó giống như là cái gì bên mất tiêu rồi, của Bị Đông của ba trái tây á, có Hồng Hoàng á tư, xin mình quên mất tiêu rồi chạy, mình coi lại cái quy nhiếp anh em, quy nhiếp đó, tự nhiên quên. Đây đó, thì nó sẽ loại bỏ tất cả các hiệu quả mà của con đó nó gây ra, đó là theo mình hiểu nha. Ok, cho nên nó đánh dùng đánh BB rất là ngon nha anh em. Rồi tiếp theo là mình sẽ tới cái gì đây. Mình phân tích cho anh em về hai cái cốt rồi ha. Cái này thép thì khỏi nói rồi, anh em nào mà dư tài nguyên thì chơi luôn lấy thép. Rồi trong cái banner thì anh em có 3 lượt để quay cái này, là cái món Minh Tâm ha, Thánh Quang Minh Tâm. Rồi 6 lượt là Hữu Dực, 12 lần, 12 cơ hội ra có 12 lần cơ hội ra được cái này khí nhãn ha. Rồi còn cái nguyên hồn của tuyết thì anh em sẽ không có bị giới hạn số lần, ra bao nhiêu lần cũng được. Đó, cái này cũng vậy. Cái bánh ú này anh em, cái này là cái nguyên liệu nguyên liệu dùng để anh em đổi quà đấy. Rồi con này là cái hảo cảm ha, nguyên liệu up thần khí. Rồi ok, tiếp theo là cái bảo hiểm. Cái này là cái hồng cốt nè, Minh Tâm Hữu Dực anh em thấy không, 160-140. Rồi anh em cũng biết rồi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ review sơ qua về cái banner của tuyết quay lại nha anh em. Đây tuyết quay lại. Rồi đối với những ai mà đã có tuyết rồi á, thì anh em cứ vô nhận quà cho mình luôn nha. Như mình đã có rồi, mình nhận hết quà rồi, thì trong cái móc này á, anh em thấy không, ở móc 4 sao thì có 10 phải quay. 10 phải quay của banner này nè, mình có nè. Đó, hai cái bằng chức ràng buộc cho 5 cái hảo cảm và bậc 6. Đây rất ngon luôn. Rồi cái này có nguyên hồn ở mức 5 sao nè, nguyên hồn nè. Đó anh em coi ha, mình khỏi đọc nữa. 6 sao đó, 7 sao, 8 sao. Cái này là cái xúc xích đó anh em, xúc xích này ngon nha anh em, này nó tăng cái sát thương cao cấp rất là ngon luôn, có thể gọi là xúc xích ngon nhất thì ở thời điểm hiện tại, tại nó có dòng sát thương cao cấp, nó tăng sát thương cao cấp cực kỳ ngon luôn. Rồi tiếp theo ở dòng 8 sao, ở 9 sao là em có cái hồng cốt đầu 4 sao. Đây là anh em được hết luôn nha, được hết 3 món luôn chứ không phải chọn đâu. Là cái này là anh em con này, trong này cái món này mình chú ý nhất là cái đồ lục ma hồn, tại cái này farm khó ra. Tí đề lập cũng khó, nhưng mà anh em nha, có được cái này anh em sẽ có luôn cái gì biết không, có luôn cỏ xịn luôn, cỏ 20 luôn. Hồi nãy mình mới lấy, giờ mình cũng cho cái thân
À đây là cái thân này anh em. Ở dòng 10 sao anh em được cái thân. Đó, có độ lục mô hồn luôn nè, cũng có 20 nha anh em. À mình mới cho này lên 6 sao rồi. Đó, cái nào cũng là có 20 thì anh em chọn, nhưng mà mình theo mình nha. Theo cái cá nhân của mình khuyên là anh em nên lấy mấy cái độ lục mô hồn này, tại vì thứ nhất là khó farm. Mấy này còn ít ra thì trong mấy cái hộp đồ đó còn cho chọn ha. Còn cái này là nó không cho chọn đâu. Nên anh em nên lấy cái độ lục ma hồn thân với là độ lục ma hồn đầu. À, rồi. Tiếp theo là các móc quay là 30, 60, 90 là anh em cũng quá quen rồi. 20 giá chiêu dụ nguyên hồn với lại SR ngẫu nhiên, trong đó có tỷ lệ là con tuyết HP. Rồi. Tiếp theo là móc 150 chúng ta có vé chiêu hồn nguyên hồn định hướng. Chiêu dụ nguyên hồn định hướng ha. Nhà chọn một trong ba món nha anh em, chứ không chọn được hết đâu. Rồi. Cúp đầu 3 sao. Đó. SR thôi anh em, chúng ta SP nha. Hai cái cốt tỷ cốt lõi là thân cốt đầu anh em, của SP luôn. Rồi tiếp theo là 230 có cốt tay. Khi mà anh em, tức là anh em muốn chơi cái nhắc luôn nha, anh em nhắc nha. Ví dụ như anh em muốn sử dụng được cái cốt tiến hóa này thì anh em phải có cái cốt này. Cái cốt cơ bản này. Nhớ nha anh em. Nhớ nha, phải có cốt cơ bản này nha. Ai không có là phải là dù ví dụ như anh em có tuyết rồi. Dù là 10 sao luôn nhưng mà chưa có cái cốt này, anh em cũng phải lấy cái cốt này. Hoặc là có một cách nữa là anh em vô trụ nguyện hải thần. Đấy, ở đây anh em xác suất lấy cốt này luôn nè. Thánh sứ thiên lâm, đây cốt trái nha. Nhớ nha, anh em phải vô lấy cái cốt này trước. Là nghĩa là nếu mà anh em mà có tuyết rồi á thì anh em không chơi banner này á, anh em vô quay này hoặc là anh em quay này. Một cái là anh em chắc chắn có ở 230 vé. Thứ hai là anh em còn may mắn để ra được cái này. Tùy anh em nha. Anh em phải chọn một trong ba cái này. Cái này là cái chân thêm nè. Đó, cái chân thêm nè. Đó. Rồi, tiếp theo là móc 320 vậy anh em được cái cốt thân. Rồi hồn cốt 4 sao. Anh thấy không? Nó không hề có cái đồ lục ma hồn thấy không? Anh thấy chưa? Không hề có. Các hệ nhưng mà nó không có cái món, nó không có cái món ở trong này. Thấy không? Nó không hề có. Nên anh em nên chọn cái đó, nó rất là khó ra. Ha, rồi ok. Tiếp theo là mình sẽ review sơ về cái sự kiện khi mà ra banner này luôn. Đó là cái banner Phi Long Tại Thiên này. Hồi nãy sáng mình cũng đánh rồi đây anh em. Đánh luôn rồi. Thì cái này mấy cái điều kiện này nó cơ bản nó cũng dễ lắm nè. Anh em mình đi hết luôn, ví dụ như cái này là phe ta hành động ngoại hiệp thì dù như anh em đi tìm kiếm ví dụ như đi. Tìm kiếm thì mỗi lần mà một con tướng bên em dùng một cái hồn kỹ phi sát thương á thì khi kiếm nó sẽ động đánh thường một cái đúng không? Ở đó là hồng hoàng nội tại của hồng hoàng 3. Hồng hoàng 3 nha. Thì khi mà anh em dùng cái đó thì nó cũng tính là ngoại hiệp. Hay là con kiếm nó phá nó đánh cũng là ngoại hiệp. Thì đó tùy anh em. Còn này do anh em dùng một con tướng nó bật trước thì trong bên kia nó không bật thì cộng 20 thôi, này cũng đơn giản ha. Rồi tiếp theo là cái thương long tề tụ. Thì cái này là cái cơ hội cho anh em kiếm rất là nhiều nguyên liệu nè. Ngon anh em, nguyên liệu nâng cho con kia chia thần khí nè. Nguyên liệu nâng cho tất cả các loại thần khí. Nhờ là thần khí nâng liệu nâng cho thần khí tuyết thôi. Cái này là ha, bà ngoại phụ anh em biết rồi. Vé quay, con chồng là vé quay nè. Cái mà hứa ai cũng cần. Đó, anh em ráng tích cái này, mình tích mỗi ngày được. Anh em không cần phải dùng hết trong một ngày đâu. Nhưng mà anh em nhớ chú ý thời gian. Mình có 5 ngày để chơi thôi. Anh em mời gọi người giống tông chơi thì nó đỡ hao hơn. Thì nếu anh em đi cá nhân một lần tốn 4 nguyên liệu luôn. Còn nếu anh em mời thì một lần anh em chỉ chọn một cho hai nguyên liệu thôi, người còn lại chọn hai nguyên liệu còn lại. Ok ha. Nên chơi nha anh em, cái này quan trọng lắm, tại vì nó cho rất là ngon, nguyên liệu rất là ngon, vé nè. Rồi cái này banner. Rồi cái này shop ha, đổi anh em biết hết rồi, nãy mình có review rồi. Còn gì không ta? hết rồi, banner này mình review sơ qua cho anh em vậy thôi. Những cái gì cần nói cũng nói hết rồi. Hy vọng là anh em may mắn chơi. Không quên, bây giờ mình quên quất cái đi, hồi nãy mình có 10 vé free á nè. 10 vé free nè, vô anh quay coi may mắn không? Tại vì vé này không bán được nha anh em. Mình nói luôn chứ, vé này không có bán được. Hồi nãy cũng tưởng bán được thì mình vô bán cho nó không có quay nè. Không bán được nha anh em. Thôi mình quay luôn cho rồi, còn may mắn ra được gì ra. Nhậu. Chào.
farm thập rờ ạ. Ú trời, em cũng có vàng nữa. Dì Hoa cũng mừng ra được thì mình có hồng tinh. Rồi, cảm ơn anh em đã xem đến tận giây phút này nha. Chúc anh em gặp nhiều may mắn nếu mà chơi bên nơi này. À, không phải ăn bảo hiểm quá nhiều. Ok ha, rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại cho anh em trong những clip tiếp theo. See you.